Báo cáo nhân quyền của EU tiếp tục đưa một số nhận định thiếu khách quan, không đúng về Việt Nam. Mới đây, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, dù đã phản ánh các thành tựu và bước tiến của Việt Nam trong bảo vệ quyền con người, song báo cáo thường niên về nhân quyền của EU vẫn đưa ra một số nhận định thiếu khách quan, không đúng tình hình thực tế tại Việt Nam. Trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến báo cáo thường niên về nhân quyền và dân chủ trên thế giới năm 2023 của Liên minh châu Âu, trong đó có nội dung về tình hình thực thi quyền con người tại Việt Nam, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, báo cáo mặc dù đã phản ánh các thành tựu và bước tiến của Việt Nam trong việc bảo vệ quyền con người, nhưng đáng tiếc vẫn tiếp tục đưa ra một số nhận định thiếu khách quan, dựa trên các thông tin sai lệch, không phản ánh đúng tình hình thực tế tại Việt Nam. Như đã nhiều lần khẳng định, bảo vệ và thúc đẩy quyền con người là chính sách nhất quán của nhà nước Việt Nam. Việt Nam luôn xem con người là trung tâm, động lực của quá trình đổi mới và công cuộc phát triển đất nước và luôn nỗ lực vì mục tiêu nâng cao đời sống, quyền thụ hưởng của người dân. Các quyền và tự do cơ bản của con người được ghi nhận trong hiến pháp và pháp luật, được bảo đảm và tôn trọng trên thực tế. Các nỗ lực và thành tựu bảo đảm quyền con người của Việt Nam được cộng đồng quốc tế ghi nhận rộng rãi và đánh giá cao, người phát ngôn Bộ Ngoại giao nhấn mạnh. Bà Hằng nêu rõ, quan hệ đối tác hợp tác toàn diện Việt Nam EU đang phát triển hết sức tốt đẹp. Việt Nam sẵn sàng trao đổi, hợp tác với EU trong vấn đề quyền con người trên tinh thần thẳng thắn, cởi mở và tôn trọng nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau thông qua cơ chế đối thoại thường niên và các khuôn khổ trao đổi song phương khác. Chúng tôi cho rằng việc tăng cường trao đổi, đối thoại thông qua các cơ chế hiện có sẽ giúp EU có đầy đủ thông tin khách quan và hiểu đúng hơn tình hình thực tế về thúc đẩy và bảo đảm quyền con người ở Việt Nam, qua đó góp phần thúc đẩy quan hệ Việt Nam-EU.